Kính thưa quý vị, cảnh sát Chile xô xát với người dân biểu tình, tin từ Arica, Chile. Xung đột đã diễn ra ở miền Bắc Chile khi người dân ở Arica xuống đường biểu tình phản đối luật mới, giới hạn số lượng đánh bắt cá cơm. Căng thẳng gia tăng sau khi cảnh sát chống bạo động khai dọn con đường người dân biểu tình phong tỏa. Người dân muốn chính phủ xác định lại việc cho phép đánh cá cơm, luật mới đã làm nhiều người dân địa phương mất công ăn việc làm, nhưng thương lượng giữa cư dân và chính quyền đã bế tắc. Chủ tịch Sergio Lizana của Hiệp hội Ngư dân Arica nói rằng, Hiệp hội đã đối thoại với tỉnh trưởng và nhiều người khác nhưng không tiến triển. Giải pháp của họ dành cho ngư dân là giải pháp lâu dài, nhưng ngành ngư nghiệp đang gặp khủng hoảng. Hiện giờ đồng nghiệp của ông ta không có việc làm. Ngư dân đã phản đối luật mới trong 3 tháng qua, nhưng cuộc biểu tình ngày thứ 6 là cuộc biểu tình bạo động nhất. Cảnh sát dùng lựu đạn cây, ngư dân dùng đá ném cảnh sát. Vụ xung đột làm ít nhất 14 người bị thương. Bộ Ngư nghiệp Chile đã ấn định hạn ngạch đánh bắt cá cơm trong năm nay là 34.000 tấn.